lịch thi đấu và trực tiếp giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đòi được nợ. Trận chung kết giải U23 Đông Nam Á hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính khi đội U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều có khát vọng lớn. Cuộc so tài vào tối ngày 26 tháng 8 trên sân Rayong Provincia, Thái Lan. Từng gặp nhau cách đây không lâu tại bán kết SEA Games 32, đội tuyển U23 Việt Nam đã từng nhận thất bại 2-3 trước U23 Indonesia trong trận đấu rất căng thẳng. Chính vì vậy, đây cũng được xem là trận chung kết hấp dẫn giữa nhà vô địch SEA Games 32, đội U23 Indonesia và nhà đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á, đội U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu lần này với lực lượng gồm nhiều cầu thủ lứa U20. Chính vì vậy, việc lọt vào đến trận chung kết được xem là đã đạt mục tiêu đề ra. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn đang chơi rất hay, điều này đã được chứng minh bằng những chiến thắng ở vòng bảng và cả trước U23 Malaysia ở bán kết. Trong khi đó, dù nhập cuộc ở vòng bảng không tốt, nhưng đội U23 Indonesia vẫn đang cho thấy đây là đối thủ rất mạnh tại khu vực Đông Nam Á, với lối chơi áp sát rất mạnh mẽ và một nền tảng thể lực dồi dào. Các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã khiến các đối thủ khó có thể triển khai những ý đồ tấn công. Ở trận bán kết, đội tuyển U23 Indonesia đã đánh bại ứng cử viên U23 Thái Lan với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục. Huấn luyện viên Shin Tae-yong dù không có những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài hay các ngôi sao Ricky, Witan Sulaiman, Adi Satrio hay Faja Fathurama, nhưng họ vẫn rất đáng gờm với những cái tên như Ramadan, Ferrari hay Kapfa, Putra, Hernando Ari, Diwanga. Trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 8. Trước đó, đội chủ nhà U23 Thái Lan sẽ có trận tranh hạng 3 với U23 Malaysia vào lúc 16 giờ. Chắc chắn đội chủ nhà sẽ thi đấu rất quyết tâm để giành chiến thắng, nhằm lấy lại lòng tin cho người hâm mộ sau khi để thua trước U23 Indonesia ở bán kết cách đây 2 ngày. Hai trận đấu còn lại tại giải U23 Đông Nam Á 2023 được trực tiếp trên SCTV15, SCTV Online, VTV Cần Thơ và FPT Play. Link xem trực tiếp của thanh niên được để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.